Thưa quý vị, mới đây một nhóm các nhà khoa học thuộc bệnh viện chi khoa Bambino Gesù ở Italia đã công bố bức ảnh đầu tiên trên thế giới về biến thể Omicron. Theo bức ảnh được công bố, biến thể Omicron có nhiều đột biến ở protein gai hơn là biến thể Delta. Virus SARS-CoV-2 sử dụng protein gai để xâm nhập vào tế bào người, nên điều này đồng nghĩa với việc Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn biến thể Delta. Tuy nhiên, nhóm khoa học thuộc Bệnh viện Nhi Khoa Bambino Gesù ở Italy cho rằng phát hiện này không hẳn khẳng định biến thể Omicron nguy hiểm hơn Delta. Trước đó, hôm 26 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố Omicron là biến thể cần quan tâm và được gắn mã B11529. Biến thể này được phát hiện lần đầu tiên tại Nam Phi hôm 24 tháng 11 và đến nay đã lan ra gần 10 nước và vùng lãnh thổ ở cả châu Phi, châu Á và gần đây nhất là châu Âu. Các quốc gia như Đức, Ý, Anh, Pháp, Mỹ, Singapore, Nhật Bản đã lên kế hoạch siết chặt, thận trọng khi du khách và công dân đi đến từ các nước Nam Phi, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia hoặc Swaziland, nhất là khi Đức và Italy thông báo ghi nhận những ca nhiễm chủng Omicron đầu tiên. Hà Lan và Đan Mạch phát hiện các trường hợp nghi nhiễm khi nhập cảnh.